VOA lại xuyên tạc việc xử lý những kẻ núp danh hoạt động môi trường, vi phạm pháp luật Việt Nam. Những ngày qua, nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Biden, cũng là thời điểm một số đối tượng vi phạm pháp luật đã chấp hành án phạt tù, được trả tự do như Nguyễn Bắc Chuyển, Mai Phan Lợi, đã khiến thành phần phản động vui mừng cho rằng do tác động của chuyến thăm của Tổng thống Mỹ và các luận điệu xuyên tạc kiểu hoan nghênh chính quyền Việt Nam phóng thích ông Chuyển, ông Lợi và kêu gọi Việt Nam nên phóng thích hàng trăm tù nhân lương tâm khác. Đáng chú ý, VOA là các kênh truyền thông chuyên chống phá Việt Nam từ nước ngoài liên tục giật tít, trích dẫn phát ngôn của Tổ chức Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhân danh cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc chuyên can thiệp xuyên tạc bóp méo về nhân quyền Việt Nam, bảo kê vô lối cho bất cứ thành phần chống phá nhà nước nào lên án Việt Nam đã bắt những kẻ mà họ suy tôn là nhà hoạt động bảo vệ môi trường như Hoàng Thị Minh Hồng vì hành vi trốn thuế và mới đây nhất là trường hợp Ngô Thị Tố Nhiên. Trong hàng loạt phóng sự, VOA giật tít rằng Việt Nam bắt giữ chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên, người từng cộng tác với các cơ quan của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội và ký các thỏa thuận kinh doanh và nhân quyền. Họ trích dẫn rằng Viện GOT tại Hà Nội giới thiệu về bà Nhiên là một chuyên gia giỏi từng tốt nghiệp cử nhân điện tử tin học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, có bằng thạc sĩ quản lý và hệ thống năng lượng của Đại học Flensburg Đức, từng nhận học bổng của học bổng bảo vệ khí hậu quốc tế Alexander von Humboldt 2012-2013. Đức có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tư vấn độc lập cho các dự án năng lượng do Ngân hàng Thế giới, EU, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc, ADB, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ, rồi quy kết bằng giọng lưỡi kích động kiểu chính quyền Việt Nam bắt giữ người từng cộng tác với các cơ quan của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam trả thù người hợp tác với Liên Hợp Quốc, chứ không phải bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam. Những tiết bài kiểu này lập tức được các thành phần chống phá tung hứng bình luận. Trên thực tế, Ngô Thị Tố Nhiên cũng như các trường hợp làm việc trong lĩnh vực phi chính phủ, hàng chục năm qua đã luôn được hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các cơ quan chức năng cùng đối tác. Tổ chức của bà Ngô Thị Tố Nhiên nằm trong số hơn 400 tổ chức phi chính phủ đăng ký giấy phép và hoạt động thường xuyên ở Việt Nam với hàng ngàn nhân sự. Các tổ chức này thường xuyên hỗ trợ nhiều dự án liên quan đến giáo dục, văn hóa, khí hậu, môi trường, thực thi các hiệp định thương mại, công ước quốc tế. Như riêng năm 2022 đã viện trợ cho Việt Nam hơn 200 triệu USD. Nhiều tổ chức thường xuyên phối hợp với các cơ quan đối tác, các tổ chức trong nước để xây dựng và thực hiện các chương trình ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực. Cùng với quá trình phát triển, các tổ chức phi chính phủ đối tác nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các định hướng phát triển kinh tế bền vững, hỗ trợ nhóm yếu thế trong cộng đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, chống biến đổi khí hậu. Với mục tiêu phát triển và hội nhập sâu rộng, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, các doanh nhân, cá nhân người nước ngoài luôn được tạo điều kiện hoạt động và hiệu quả ở Việt Nam. Điều đó không đồng nghĩa với việc họ được bao che hoặc đặc quyền vi phạm pháp luật Việt Nam, nhất là họ nhận nguồn quỹ tài trợ hoạt động nhưng không khai thuế, trốn thuế thì cho dù ở bất cứ quốc gia nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Việc VOA và những thành phần mưu hèn kế bẩn cố ý dẫn dắt những nhận xét đánh giá sai lệch về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam hoặc gắn ghép việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật thành ác ý nhắm vào những người hợp tác với Liên Hợp Quốc hay Hoa Kỳ, nhà hoạt động môi trường là động cơ đê tiện. Sự thật là chỉ có cá nhân vi phạm pháp luật bị bắt, hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý, còn cho đến nay chưa có tổ chức nước ngoài nào bị đình chỉ hay bị đóng cửa vì các hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và pháp luật Việt Nam. Cần khẳng định rằng trong nhiều năm qua, để phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách, từng bước hoàn thiện khung pháp lý về đăng ký và quản lý loại hình hoạt động này. Biểu hiện cụ thể nhất chính là việc gia tăng thời hạn đăng ký văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ lên đến 5 năm, giảm thời gian quá trình xử lý và cấp giấy đăng ký. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam luôn mời gọi trân trọng mọi nguồn lực hỗ trợ ở trong và ngoài nước phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến đóng góp khách quan chính xác của các tổ chức phi chính phủ để tiếp tục tìm ra những giải pháp tốt nhất giúp các tổ chức này hoạt động có hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, xuất hiện những điều đáng lo ngại. Một số tổ chức phi chính phủ lợi dụng việc tham gia tài trợ các dự án phi lợi nhuận để cổ suý một số đối tượng và các hoạt động không phù hợp với lợi ích quốc gia, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội, nổi lên trong thời gian vừa qua là hiện tượng nhân danh hoạt động dân chủ, môi trường hoặc hợp tác quốc tế về giáo dục, y tế. Một số tổ chức phi chính phủ tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đưa ra những thông tin đánh giá thiếu khách quan, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, chia rẽ đoàn kết, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
Một số trường hợp phức tạp như lợi dụng hoạt động tài trợ để lôi kéo các tổ chức, đơn vị khoa học, công nghệ ngoài công lập tham gia vào những dự án có nguy cơ xâm phạm an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Bằng cách đặt hàng nghiên cứu, các tổ chức tài trợ hướng lái những cá nhân, tổ chức nghiên cứu và công bố hàng loạt báo cáo khảo sát trên những nội dung tiêu cực, phiến diện, bôi đen tình hình thực tiễn của một số nơi và quy kết cho phạm vi cả đất nước và con người, suy diễn vu cáo nguyên nhân do lãnh đạo, do đường lối của Đảng. Bởi vậy, đối với cá nhân hay những chương trình, hành động của những tổ chức phi chính phủ đi ngược lại mục đích, cam kết đúng đắn và tốt đẹp ban đầu, cố ý vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích của đất nước, của nhân dân Việt Nam đều bị xử lý theo pháp luật. Đó là điều quốc gia nào cũng phải làm.